Đây là hình của sofa khi tắm xong. Chào các bạn, hôm nay là một ngày nắng đẹp trời nên mình dắt sofa ra tắm. Đây cũng là lần đầu tiên mà sofa được tắm. Mình đã có hỏi bác sĩ thú y á, hiện tại sofa đã được hơn 3 tháng tuổi rồi. Thì đây là thời điểm thích hợp để tắm cho sofa. Đây là lần đầu tiên tắm cho sofa này, mình cũng hơi lo lắng là không biết bạn có quen với việc tắm hay không. Mình thì mình cũng đã chuẩn bị một số thứ để mà đảm bảo rằng sofa thoải mái nhất khi tắm. Đầu tiên là mình vào phòng tắm, mình thử độ ấm của nước trước, coi là độ ấm nước có phù hợp hay không. Và mình điều chỉnh cái tốc độ chạy của vòi hoa sen để đảm bảo rằng vòi hoa sen không chạy quá mạnh và gây sợ hãi cho sofa. Tiếp theo, khi mà bắt đầu tắm cho sofa thì mình bắt đầu mình cho sofa tiếp xúc với nước một cách thật là từ từ và nhẹ nhàng. Mình cho nước lên phần đuôi của sofa trước và để bạn quen với cái cách mà nước chảy trên cơ thể của mình. Mình không có giữ sofa nhiều đâu, bởi vì tâm lý của mèo mà, rất là ghét nước. Đó. Mình xoa đều khắp trên cơ thể của bạn, đảm bảo rằng là dù tắm không có quá tập trung nhiều ở phần lưng, mà nó sẽ được xoa đều ở phần đuôi này, rồi phần bụng ở dưới này, rồi phần tay, phần chân. Đó. Tiếp theo mình cứ gãi đều, xoa đều trên cơ thể của bạn. Nhưng mà một lưu ý các bạn, nhưng mà lưu ý mà mình được bác sĩ chia sẻ là không được xịt nước lên đầu và mặt của mèo con. Thậm chí mèo lớn cũng vậy. Bởi vì một tâm lý là mèo rất sợ nước, càng xịt lên phần đầu, phần mặt của mèo thì sẽ làm cho mèo hoảng sợ. Mình đã xoa kỳ cọ cho sofa bằng dầu tắm xong rồi. Đây là lúc mình xả nước. Thì mình cũng giữ nước ở nhiệt độ như lúc nãy, ấm ấm như lúc nãy. Và đảm bảo là tốc độ vòi nước không quá mạnh và làm cho sofa cảm thấy thoải mái khi mà bạn được tắm như vậy. Rồi. Đây, xong. Ôi, sofa đã tắm xong. Đây là hình ảnh của sofa khi tắm xong. Rồi, mình ngay lập tức chuẩn bị một cái khăn cho sofa vào. Tiếp theo là đến phần mình lau khô cho sofa. Thì mình lau kỹ tất cả các thứ từ trên đầu rồi xuống phần dưới thân, dưới cổ, đảm bảo bụng, lưng, các chân của bạn đều được lau khô một cách sạch sẽ. Rồi sau khi lau khô xong cho sofa thì mình đang nghĩ ra một số phương án để có thể làm khô lông cho sofa. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình tắm cho sofa ở nhà mới, nên cũng đang nghĩ ra một số phương án để lông sofa có thể khô một cách nhanh nhất. Đầu tiên là mình nghĩ ra phương án là sẽ cho sofa phơi nắng tự nhiên để mà ấy làm khô lông. Mà cũng khá là may là mình tắm sofa vào tầm buổi chiều, mà nhà mình lại ở bên hướng Tây. Lúc này khoảng 2-3 giờ chiều nên nắng vào cũng khá tốt. Và sofa có thể phơi nắng, tắm nắng cho lông khô. Trời ơi, nhìn sofa lúc này giống y một con chuột vậy. Người tóp hết cả lại, ướt đầm đìa. Giới thiệu với các bạn, cái bạn mèo đang thò đầu ra đấy là bạn Màu nhà mình nhé. Màu là mèo mướp đực hơn 2 năm tuổi rồi, đã thiến. Sau khi thiến xong thì bạn ấy đầm tính hẳn đi, rất thương sofa. Thỉnh thoảng là bạn ấy lôi sofa ra liếm láp, rất là tình thương mến thương. Bây giờ phương án phơi nắng cho sofa đang được thực thi, nhưng mà nó có vẻ là khá chậm. Bây giờ mình sẽ thử một cái phương án thứ hai làm khô lông cho sofa nhanh nhất, đó là dùng máy sấy. Thử nghiệm nào. Ồ, tiếng máy sấy làm sofa sợ thế. Bạn ấy chống cự khá là quyết liệt. Sofa, chạy đâu vậy? Ồ, vậy phương án C
sấy bằng máy sấy thất bại rồi. Bây giờ mình chuyển sang khoáng thứ hai là đem máy ra ban công cũng để phơi nắng luôn. Ở ngoài ban công thì sofa liếm lông một cách hứng khởi. Nhưng mà mình sực nhớ ra rằng là nếu mà để máy ngoài ban công thì không có ai trông hết. Bởi vì mình không thể đứng ngoài ban công quá nhiều để suốt thời gian đó. Sau đó thì mình đã đem sofa lại vào bên trong nhà, đặt ở gần cửa để cho sofa vừa liếm lông vừa phơi nắng. Nhưng mà như lúc mình cũng đã nói lúc nãy đấy, sofa bắt đầu cảm thấy chán và bạn ấy tìm cách nhảy xuống trong khi lông vẫn ướt như vậy. À, vậy là mình nghĩ ra một phương án. Mình đang nghĩ rằng nếu mà có một cái gì đó có thể giữ sofa ở chỗ cửa sổ này để bạn ấy vừa liếm lông vừa phơi nắng thì như thế nào nhỉ? Nhà mình có cái lông nào không? À, và mình sực nhớ ra rằng mình có một cái ba lô phi hành gia. Cái ba lô này được sử dụng để dẫn sofa đi ra ngoài đường chơi. Vậy mình nãy ra ý kiến là mình sẽ cho sofa vào cái lồng và để bạn ấy vào chỗ cửa phơi nắng, đảm bảo rằng ánh nắng chiếu vào bạn để bạn có thể phơi và liếm lông. Nhưng mình khuyên cáo các bạn là các bạn nên canh thời gian, đừng để cho mèo ở trong ba lô phi hành gia trong thời gian quá lâu. Khoảng từ 10-15 phút đủ để khô lông thôi. Bởi vì có một số thông tin, mình cũng có xem một số thông tin trên mạng nói rằng là trong thời tiết nắng nóng như vậy mà để mèo con quá lâu trong ba lô phi hành gia thì nó sẽ làm cho nhiệt độ bên trong ba lô cao hơn nhiệt độ bên ngoài. Điều đó sẽ làm cho mèo rất là nóng. Ồ, màu này đến thăm sofa. Anh màu hôm nay thương sofa thế. Đến thăm sofa mấy lần luôn. Màu ơi, sofa đang phơi nắng nhá. Hôm nay màu là diễn viên. Màu là diễn viên quần chúng. Nào, ngồi nhìn em sofa phơi nắng đi. Một câu chuyện rất là buồn cười đó là màu và sofa đều khá thích cái lồng này. Nhiều khi mình dẫn sofa đi chơi về á, cái lồng để dưới sàn nhà và cái cửa lồng mở ra thì các bạn biết chuyện gì không? Cả màu và sofa đều chăng nhau chui vào cái túi ba lô phi hành gia này. Ở trong đó rất là sung sướng. Có những lúc ấy, màu còn trốn trong ba lô phi hành gia, còn sofa ở bên ngoài khều rất là mắc cười. Để hôm nào đó mình sẽ up cái clip mình vừa kể cho các bạn lên fanpage của Lốc Mèo nhé. Còn khi nào mà có thời gian, các bạn có thể vào trang website của bên Lốc Mèo để xem thêm nhé. Địa chỉ website là blogmeo.com. Ôi, hôm nay anh Màu đang yêu thế, ngồi trong em sofa phơi nắng luôn à. Màu nhà mình rất dễ thương các bạn ạ. Và tình cảm nữa. Rồi, chị mở ra ra nhé. Mình cảm giác là khoảng 80% lông của sofa cũng đã khô rồi. Nhưng mà có cái phần ở dưới bụng của sofa và phần thân dưới á, thì mình vẫn cảm thấy rằng là chưa khô cho lắm. Bây giờ mình sẽ dời sofa ra chỗ khác và sẽ thử một phương án khác để làm khô lông cho sofa. Ôi, lông mày má lẻ này. Chưa khô. Để phần lông còn lại của sofa được khô, mình đã quyết định là sẽ tặng một cái đèn sưởi để sofa sưởi và làm khô lông. Mình sử dụng cái đèn xem sách của mình, cũng là loại đèn dây tóc, để có thể làm cho chiếu cho lọt sofa vừa đủ ấm và cũng đủ để khô phần lông còn lại. Nó cũng còn khá là ít. Như bạn thấy là sofa rất là thấy thoải mái khi ở dưới đèn nè. Ok, bây giờ mình sẽ đóng cửa lại và cho sofa một không gian riêng biệt để bạn ấy khô lông nhé. Tên. Giới thiệu với các bạn, đây là sofa sau khi tắm xong nhìn rất đẹp trai và xinh tươi. Đúng chuẩn mèo ăn lông ngắn luôn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi blog của mình. Cùng đón xem những video clip mới của mình cũng như bài viết mới của mình. Mình sẽ update rất thường xuyên trên trang fanspage của Lớp Mèo. Và bạn có thể ghé thăm website của mình bên blogmèo.com nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem.